Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát và những người thực hiện chương trình, kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, bình an, may mắn. Thưa quý vị, trong tháng 7 âm lịch là một tháng có nhiều biến động, không có nhiều thuận lợi với những quý vị gia chủ tuổi Canh Thân. Vậy thì tháng 7 mọi thứ có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không? Và trong chương trình xem tử vi cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980, trong tháng 7 âm lịch này thì quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như là công danh sự nghiệp của mình. Phần luận giải tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Canh Thân cũng được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, sẽ giúp quý vị biết được thiên cơ, nắm bắt được những điều tốt, xấu và vận hạn của mình trong tháng 7 âm lịch. Qua đó giúp quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh, sự nghiệp cũng như là tình duyên, sức khỏe và gia đạo của mình. Đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch tới đây, và từ đó, quý vị sẽ chủ động hơn trong việc làm ăn cũng như là thực hiện các giao dịch, các mối quan hệ trong xã hội. Và sau đây sẽ là phần luận giải về lá số tử vi chi tiết cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 7 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều thiện lành, điều tốt giúp ích cho đời. Tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp, hanh thông, thuận lợi. Vận mệnh của những người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn, chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Người tuổi Canh Thân sẽ phải trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công, ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính cũng được củng cố khá vững. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Xét về thiên can, canh dương kim gặp mậu dương thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý có tiểu nhân, ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này dù phải chịu sự đốc thúc quản lý khá chặt chẽ của cấp trên khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân mình, chạm tay vào cơ hội được thăng chức tăng lương. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ vào sự ủng hộ giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh có thể giữ được mối quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Có điều người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong tháng này, cơ hội thăng chức tăng lương cũng giúp bạn nâng cao mức sống, có một khoản dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay, bạn cũng sẽ mất một khoản lớn cho con cái. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng của những khó khăn vất vả mà cuộc sống đem lại. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập, các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, gia chủ trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp cùng nơi làm việc, đôi bên dễ phát sinh những mối quan hệ ái muội thầm kín. Nếu là người đã lập gia đình, đối tượng tiếp cận với bạn là người đã lập gia đình thì nên chủ động tránh xa. Nếu biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được một mái ấm hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nửa kia. Người độc thân có thể sẽ tìm được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn chẳng thể nào chối từ. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù có khó khăn và vất vả đến như thế nào thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác nhau và ai cũng có sứ mệnh riêng.
Hy vọng rằng thông qua những việc luận giải về tư vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 7 âm lịch này thì sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.